Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay thứ hai tuần thứ 13, Chủ nhật quanh năm, ngày 27 tháng 6. Tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng, thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời, con chồn có hang, con chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người, thưa Ngài xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giêsu đã bảo, anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Thái độ cần có để theo Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và tất cả những ai theo Chúa phải có một thái độ từ bỏ dứt khoát, tận căn khi Chúa nói với hai người muốn đi theo Ngài trong tin mừng hôm nay. Chồn có hang, chim có tổ, con người không có nơi tựa đầu. Hành hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa Giêsu đã không chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp. Qua những đòi hỏi ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho chúng ta giới răn căn bản là mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đây không phải là một điều không tưởng, cũng không phải là một lý tưởng cao vời, mà là một mệnh lệnh. Quả thật, con người chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người của mình khi sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Con người chỉ thực sự là hạnh phúc khi thuộc trọn về Chúa. Nhiều người đã cho rằng những lời Chúa ở trên đây chỉ nhằm đến những người dâng mình cho Chúa trong đời đan tu hoặc là trở nên tu sĩ, đòi hỏi về sống tin mừng một cách triệt để. Thực ra lời mời gọi này của Chúa dành cho tất cả mọi tín hữu chứ không riêng gì ai. Chúa Giêsu muốn mọi người tin vào Chúa phải đặt Thiên Chúa và nước trời vào vị trí tối thượng trong đời sống. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Khi tìm kiếm nước trời, khi gắn bó với Thiên Chúa, chính là con người đi tìm hạnh phúc đích thật. Đó là phần rỗi cho mình. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có ích lợi gì? Mạng sống ở đời này chính là linh hồn. Là con người có hồn và thể xác, chúng ta được mời gọi để xây dựng hạnh phúc trần thế, nhưng chúng ta cũng không quên vun góp cái của cải thiêng liêng, chính là Thiên Chúa và nước trời trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như ưu tiên của chúng ta vào ngày Chủ nhật là gì? Phải chăng là đi du lịch, ăn uống, vui chơi, giải trí? Hay là thờ phượng Thiên Chúa và làm các việc từ thiện bác ái? Đức Giêsu muốn người đi theo Chúa đừng chỉ bám víu vào của cải, gia đình và địa vị, mà hãy theo gương Chúa mở lòng, vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha để phục vụ Chúa và tha nhân, dù có phải kinh qua một cuộc khổ nạn như Chúa Giêsu hầu được vinh quang phục sinh với người. Trong cái tâm tư đó, chúng ta hãy xin Chúa dạy chúng con để trở thành môn đệ của Chúa phải sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả. Chúa muốn chúng con phải kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Xin ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy, đức mến, để chúng con biết đặt Chúa trên hết mọi sự,
Nhờ đó chúng con tìm được hạnh phúc đích thực. Và xin tình yêu của Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Cầu chúc ông bà anh chị em một tuần an vui. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.